với việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ông Donald Trump, 78 tuổi, đã trở thành Tổng thống đầu tiên giành chiến thắng trong các nhiệm kỳ không liên tiếp trong hơn một thế kỷ. Tờ New York Times nhận định ông Donald Trump đã bước vào cuộc đua Tổng thống Mỹ với hành trang khác thường. Dù từng bị kết án trọng tội và có số lượng lớn người không thiện cảm, nhưng cựu Tổng thống Mỹ vẫn nhận được sự ủng hộ từ đông đảo cử tri trung thành với kinh nghiệm hai lần tranh cử Tổng thống. Ông Trump đã vượt qua tất cả những trở ngại, hiện diện đầy quyền lực trước những cử tri đang mong muốn xoay chuyển các định hướng và chính sách của nước Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và bà Kamala Harris. Giới chuyên gia nhận định sự hỗn loạn đã trở thành điều bình thường mới trong hành trình quay lại Nhà Trắng trong năm 2024 của cựu Tổng thống Trump. Theo giới quan sát, với lần tranh cử thứ ba, ông Trump giành chiến thắng nhờ xây dựng được những lợi thế vững chắc về mặt cử tri cũng như chính sách. Trước hết phải kể đến thành phần cử tri trung thành của ông qua ba kỳ bầu cử. Thành phần cử tri ủng hộ cửu tổng thống Donald Trump năm 2024 gần giống với năm 2020. Ông vẫn giữ được sự ủng hộ của 94% những người đã bỏ phiếu cho ông, bao gồm hầu hết những người ủng hộ ông trong cả năm 2016 và năm 2020. Một lợi thế khác mà ông Trump có được là sự tín nhiệm về kinh tế. Trong nhiều cuộc thăm dò, người Mỹ đều cho biết nền kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của họ khi chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Đây là điều dễ hiểu khi người Mỹ phải đối phó với lạm phát cao trong nhiều năm qua. Ông Trump cũng chớp lấy cơ hội khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm trước ngày bầu cử, cho thấy sự tăng trưởng yếu ớt về số lượng việc làm, phần lớn là do tác động của các cơn bão lớn và tình trạng đình công diện rộng dưới thời nắm quyền của ông Biden. Một khía cạnh khác được cựu tổng thống đặt làm trọng tâm trong chiến dịch tranh cử là mối đe và sự hỗn loạn do tình trạng nhập cư bất hợp pháp gây ra. Với lá phiếu của các bạn vào ngày mùng 5 tháng 11, tôi sẽ kết thúc tình trạng lạm phát và chấm dứt tình trạng tội phạm tràn vào nước ta", ông Trump nhấn mạnh. Trong cuộc thăm dò toàn quốc cuối cùng, 15% số người được hỏi cho biết nhập cư là vấn đề quan trọng nhất trong việc quyết định lá phiếu của họ. Cách tiếp cận của ông về luật pháp và tội phạm cũng là một điểm cộng trong mắt cử tri trong thời đại mà các vấn đề về tội phạm và an toàn công cộng được đưa lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận chính trị sự nhấn mạnh của ông trump vào luật pháp và trật tự đã tạo được tiếng vang với nhiều cử tri khi chính quyền đương nhiệm đang gây tranh cãi trong việc xử lý các vấn đề đối ngoại nhất là về xung đột ukraine và trung đông cử tri mỹ mong muốn kinh nghiệm và sự đổi mới của cựu tổng thống người mỹ tin tưởng hơn vào ông trump về các vấn đề chiến tranh và hòa bình phần lớn cử tri cho rằng ông có đủ kinh nghiệm trong các vấn đề đối ngoại ông Trump dẫn đầu đáng kể trong cuộc thăm dò về ứng cử viên nào sẽ làm tốt hơn trong chính sách đối với các cuộc chiến ở Ukraine, quan hệ với Trung Quốc và cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Với chiến thắng đầy thuyết phục trong cuộc bầu cử năm nay, chính trị gia gốc New York đã một lần nữa đánh bại một ứng cử viên là phụ nữ. Vào năm 2016, ông Trump đã đánh bại cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ. Ngày 6 tháng 11 theo giờ bờ Đông của Mỹ, chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại Mỹ đã ngã ngũ với việc ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tính tới 13 giờ 30 phút giờ Việt Nam, ông Trump đã giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270 phiếu theo luật định và qua đó đánh bại ứng cử viên Kamala Harris bên phía Đảng Dân chủ để trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Chiến thắng quyết định diễn ra tại bang chiến trường Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ hai ông Trump giữ cương vị chủ nhân Nhà Trắng sau nhiệm kỳ 1 từ năm 2016 đến năm 2020. Trong ngày bầu cử ngày 5 tháng 11, ông Donald Trump đã có màn thể hiện xuất sắc với hàng loạt chiến thắng vang dội tại 7 bang chiến trường có ý nghĩa quyết định gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Wisconsin và Pennsylvania ứng cử viên này đã giành chọn 93 phiếu đại cử tri tại những bang nói trên. Ngay sau khi kết quả được công bố, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã có bài diễn văn ăn mừng trước đông đảo người ủng hộ tại Palm Beach, bang Florida. Dự kiến các đại cử tri đoàn tại bang sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Donald Trump làm Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đội Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Sau khi ông Trump thắng ở hạt Miami-Dade, bang Florida, nghị sĩ Carlos Jimenez cùng những cử tri trung thành của Đảng Cộng Hòa đổ ra đường ăn mừng. Hạt Miami-Dade có xu hướng nghiêng về dân chủ thời gian qua. Một số chính trị gia dân chủ đắc cử, nhưng chúng tôi đã bầu cho ông Trump hôm nay. Tôi kỳ vọng chiến thắng này sẽ chuyển hóa thành chiến thắng lớn trên cả nước và ông Trump sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Jimenez nói, hàng trăm người vẫy cờ họ gieo tên ông Trump, ô tô chạy ngang liên tiếp bóp còi ở Mỹ và các tài xế hò reo trong không khí rộn rã như vừa kết thúc một trận chung kết bóng bầu dục. Trong khi đó, không khí vẫn rộn ràng tại trường đại học Howard, nơi chiến dịch của bà Harris đang tổ chức lễ kỷ niệm đêm bầu cử cho những người ủng hộ. Theo báo Guardian, trên sân trường các sinh viên và người ủng hộ bà Harris vẫn nhảy múa reo hò. "Được chứng kiến một người phụ nữ trở thành tổng thống, tôi nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì sau đó", sinh viên Chelsea Chambers 19 tuổi, nói sau khi bỏ phiếu lần đầu tiên. Bà ấy đã làm rất tốt và bà ấy còn hơn cả đủ tiêu chuẩn. Tôi rất phấn khích. Bà Marshall Fuller, bạn học cùng thời với bà Harris, nói không xa tại trung tâm thủ đô Washington, D.C., nhiều nhà tài trợ lớn của bà Harris đang tụ họp tại khách sạn Corrad. Theo CNN, không khí có phần trầm xuống bởi lo ngại về những kết quả đầu tiên của quá trình kiểm phiếu. Trong cuộc đua lần này, để giành chiến thắng, mỗi ứng cử viên cần tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Trong cuộc đua lần này, các bang chiến trường như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin được dự đoán sẽ là những yếu tố quyết định góp phần quan trọng vào chiến thắng của một trong hai ứng viên. Trước khi các điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa vào sáng ngày 5 tháng 11 theo giờ địa phương, đã có hơn 80 triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu, trong đó gần 45 triệu người đã trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu sớm và khoảng 83 triệu người chọn bỏ phiếu qua thư. Tại cuộc bỏ phiếu này, các cử tri cũng sẽ quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Theo phân tích dữ liệu của cơ quan quản lý cấp liên bang, khoảng 20 triệu người Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho thảm họa, con số này gấp đôi so với năm 2017. Nhiều người hiện tin rằng Mỹ có thể rơi vào tình trạng bạo lực chính trị, nhất là sau bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 10. Một số người đang tham gia các hoạt động sinh tồn, đóng hộp thực phẩm và mua súng đạn. Bạo lực chính trị bao gồm bóng ma nội chiến là một trong những lý do khiến gia tăng số người chuẩn bị cho cuộc nội chiến thứ hai của Mỹ. Một nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu tại trường đại học California David thực hiện đã kết luận rằng một phần ba số người trưởng thành ở Mỹ, gồm một nửa số đảng viên Cộng hòa cảm thấy rằng bạo lực thường hoặc luôn luôn là chính đáng để thúc đẩy một mục tiêu chính trị nhất định như đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Larry Ho, người sáng lập chuỗi cơ sở sinh tồn Survival Condo cho biết kể từ giữa tháng 8, ông đã thấy lượng yêu cầu thuê các hầm chứa tên lửa được cải tạo tại bang Kansas tăng 30% theo tháng nơi các căn hộ có giá khởi điểm từ 1,5 triệu đô cung cấp hồ bơi và spa cho những cá nhân có giá trị tài sản dòng cao. Một cơ sở sinh tồn ở bang Coado là một công trình ba tầng có máy thép mạ kẽm, tường chống đạn và đủ phòng ngầm để chứa 100 người. Cơ sở nằm trên vùng đất sỏi đá khô cằn, bên dưới những đỉnh núi phủ đầy tuyết. Một phụ nữ trong một gia đình ủng hộ ông Trump nói, cô ấy tin rằng nội chiến sẽ bắt đầu. Cô đã tự trang bị nhiều khẩu súng, trong đó có một khẩu dấu sau so máy nướng bánh mì, một luật sư người Do Thái ở thành phố Atlanta đã mua một khẩu AA15 như một biện pháp phòng ngừa bạo lực chính trị. Nếu bà Kamala Harris thắng, căng thẳng có thể leo thang, những chia rẽ trong nước rất lớn và chúng sẽ không biến mất, ông luật sư nhận định. Kevin Roberts, chủ tịch quỹ Heritage Foundation, gần đây nhắc đến cuộc cách mạng Mỹ thứ hai đang diễn ra sẽ không đổ máu nếu phe cánh tả cho phép. Nhà bình luận ủng hộ Trump Tim Pool nhắc đến đội chiến hàng chục lần trên mạng xã hội nơi ông có hơn 2 triệu người theo dõi. Ông Trump ngày càng đề cập đến kẻ thù bên trong một cuộc điều tra của Reuters đã xác định được hơn 200 trường hợp bạo lực chính trị từ ngày 6 tháng 1 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023 và lưu ý rằng nước Mỹ đang vật lộn với sự gia tăng bạo lực chính trị lớn nhất và kéo dài nhất kể từ những năm 1970. Theo kịch bản bầu cử tồi tệ nhất, các vụ bạo lực tồi tệ nhất xảy ra ở nhiều bang như Georgia, Nevada, Arizona, giống như trong thời kỳ tái thiết ở những nơi mà người da trắng cảm thấy đặc quyền của họ bị đe dọa. Vẫn theo kịch bản một tiểu bang đỏ ủng hộ Đảng Cộng hòa hùng mạnh về kinh tế có lẽ là Texas đang cố gắng ly khai, chính quyền Harris sử dụng vũ lực không cân xứng để ngăn chặn các tiểu bang khác làm theo. Nhiều người vô tội thiệt mạng, người dân bình thường trở lên cực đoan hơn khi những kẻ cực đoan khẳng định rằng quyền lực liên bang là kẻ thù nội chiến đang đến gần. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump được mệnh danh là người đàn ông thuế quan, cựu tổng thống Mỹ muốn áp thuế 10 đến 20% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào nước này. Khi ông trở lại nhà trắng vào năm nay, mức thuế này sẽ tăng mạnh so với mức trung bình hiện tại là 2%. Đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, ông Trump đề xuất mức thuế thậm chí còn cao hơn, 60%. Nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo các mức thuế quan mới sẽ gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy lạm phát lên cao ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, có trụ sở tại Washington, đã viết cho một lưu ý gần đây rằng Việc áp dụng mức thuế cao hơn sẽ gây bất bình cho các đồng minh và các đối tác của Mỹ, thậm chí còn gây ra chiến tranh thương mại trên toàn thế giới, gây tổn hại đến phúc lợi kinh tế toàn cầu và làm suy yếu an ninh quốc gia. Phần lớn các nhà dự báo đều đưa ra dự đoán tiêu cực nếu ông Trump trở lại nhà trắng và áp thuế quan mới. Ngân hàng ABN Amro dự báo nếu nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng thuế lên 10% đối với tất cả hàng hóa, Thiệt hại đối với tổng sản phẩm quốc nội GDP của khu vực đồng euro sẽ tương tự như thiệt hại từ cuộc khủng hoảng năng lượng bởi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine gây ra. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng nhận thấy tác động đến sản lượng toàn cầu do khả năng áp dụng mức thuế quan cao hơn trên toàn thế giới. Mới đây phát biểu tại Chicago, ông Trump đã tái khẳng định quan điểm cứng rắn với các đồng minh bao gồm Nhật Bản, Pháp và Hàn Quốc thông qua thuế quan hoặc đơn giản là đe dọa áp thuế. CNN nhận định nếu ông trở lại Nhà Trắng, cách tiếp cận nói trên đối với quan hệ thương mại sẽ làm suy yếu thêm các nguyên tắc về thương mại mở và cạnh tranh, những điều đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Nhìn lại năm 2018 khi ông Trump công bố mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, ngay sau đó Liên minh châu Âu-EU đã áp dụng mức thuế riêng đối với một số sản phẩm thép nhất định. Với lý do rủi ro nhập khẩu cao hơn, khối cũng đáp trả trực tiếp Washington bằng mức thuế đối với hơn 3 tỷ USD hàng hóa của nước này, bao gồm xe máy, vải, denim và rượu whisky. Bên cạnh thuế quan, các nhà kinh tế cũng bất bình với mong muốn kiểm soát Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, nhiều hơn của cựu Tổng thống Trump. Ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg mới đây, với tôi từ đẹp nhất trong từ điển là thuế quan. Đó là từ tôi thích nhất nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo các mức thuế quan mới sẽ gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy lạm phát lên cao ở nền kinh tế lớn nhất thế giới